Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày 22 tháng 9 năm 2021. Đầu tiên là tin cảnh báo về vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành xoáy thuận nhiệt đới và tác động đến miền Trung. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại khu vực giữa Biển Đông đang tồn tại một vùng áp thấp. Hồi 3 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp khoảng 30 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng thấp di chuyển nhanh chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh thêm, hướng về vùng biển khu vực Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của vùng thấp kết hợp với hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động trong đới gió đông, nam ẩm, trên vùng biển giữa Biển Đông sẽ có mưa rông nhiều nơi, gió hướng thay đổi cấp 4 sau tăng lên cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 0,5 tới 1,5m, biển động mạnh. Trong 24 tới 48 giờ tiếp theo, áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới đến với đất liền Trung Bộ. Đến 3 giờ sáng ngày 24 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 tới cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Trong trưa ngày 24 tháng 9, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổ bộ trực tiếp lên đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng từ Quảng Bình tới Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ. Bắt đầu từ ngày mai, mưa sẽ bắt đầu đổ về Trung Bộ, trọng tâm mưa sẽ nằm ở khu vực từ Khánh Hòa tới Quảng Nam, lượng mưa ước tính đạt từ 50 tới 150mm, giữa khu vực Quảng Nam, Bình Định, mưa sấp xỉ 200mm ở nhiều nơi. Nguy cơ ngập úng, sạt lở và lũ quét rất cao cho khu vực Nam Trung Bộ. Ngoài ra thì khu vực Bắc Tây Nguyên, ảnh hưởng mây dông và gió mùa Tây Nam cũng sẽ có mưa rất to từ đêm thứ năm này. Nguy cơ lũ quét cho hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Vùng mưa sau đó sẽ dịch dần lên phía Bắc, khu vực từ Đà Nẵng tới Thanh Hóa có mưa ở nhiều nơi. Giữa khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị có mưa to, cục bộ có nơi có mưa rất to. Đề phòng nước sông dâng cao do mưa lớn gây ngập úng. Mưa kéo dài từ thứ bảy thì giảm. Như vậy, trước những dự báo về diễn biến của vùng thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, mọi người tại các khu vực cảnh báo trên nên có những biện pháp ứng phó với mưa lớn có thể gây ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ven sông suối nhỏ, dưới chân sườn đồi, chủ động di tản đến những nơi an toàn. Trở lại với tình hình thời tiết ngày hôm nay, ở miền Bắc trong sáng sớm nay, dưới tác động của nhiễu động gió đông đưa ẩm từ biển vào, ở khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình hay là Nam Định có mưa rào và dông. Còn trong ngày thì mưa giảm, trời duy trì trạng thái nắng ráo, nền nhiệt cao nhất ngày ở khu vực dao động trong ngưỡng từ 29 tới 32 độ. Một vài nơi như thủ đô Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, mức nhiệt có thể cao hơn khoảng 34 độ. Tuy nhiên đến chiều tối, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa rông diện rộng trở lại, riêng vùng ven biển sẽ có điểm mưa vừa có nơi mưa to và rông. Với miền Trung, do hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, do vậy ngày hôm nay khu vực có mưa rào và rông, nhiều nơi cục bộ có nơi có mưa to và rông mạnh. Từ ngày mai như chúng tôi đề cập, mưa sẽ còn gia tăng hơn nữa do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên miền Đông. Vì vậy quý vị nên lưu ý để đảm bảo an toàn. Về nền nhiệt độ trên toàn khu vực sẽ ít có biến động, gia tăng mưa sẽ làm cho nền nhiệt miền Trung giảm nhẹ, cao nhất trong ngày phổ biến từ 31 đến 33 độ. Thời tiết ở phía Nam trong ngày hôm nay cũng sẽ có những chuyển biến mạnh khi mà gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ gây ra mưa rông mạnh và có nơi có mưa to với lượng mưa trong ngày dao động từ 10 đến 30mm, xuất hiện ở nhiều nơi cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Khu vực phía đông các tỉnh Kon Tum và Gia Lai là những nơi có thể xuất hiện cục bộ điểm mưa to trên 100mm, cho nên cần phải đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ trong ngày ở khu vực Tây Nguyên dao động từ 28 cho tới 30 độ, còn đối với khu vực Nam Bộ có mức nhiệt là từ 31 tới 32 độ.